Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12 năm 2020, sau khi đi nhậu tại nhà bạn, thì Trường đi về nhà. Khi đi ngang nhà ông Đặng Văn Na, cư trú địa phương là bác ruột của Trường, thấy cửa mở, không có người trông coi, nên Trường nảy sinh ý định đột nhập tìm tài sản lấy trộm. Trường đi vào gian nhà trước, thấy một điện thoại di động hiệu Samsung J5 đang để trên giường, nên đã ra tay lấy trộm. Tài sản trộm được, Trường đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Phát hiện mất tài sản, ông Na trình báo cơ quan công an. Quá trình điều tra sàng lọc các đối tượng, lực lượng công an phát hiện Trường là đối tượng nghi vấn nên cho mời lên cơ quan để làm việc. Tại cơ quan công an, Trường đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong lúc được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra, Trường đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan công an đã ra quyết định truy nã đối với Trường. Sau thời gian lẩn trốn, Trường trở về địa phương thăm nhà thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Trước đó, Đặng Văn Trường là đối tượng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù lại tiếp tục phạm tội.